Bơi tìm vàng này các bạn này. 15 năm sau là một đống vàng phải không? Núi vàng luôn đấy. Gốc cây khủng. Nãy cây trăm hả? Trăm trái. Trời ơi, sao nó to dữ vậy? To mà cao nữa. Này chắc cả trăm tuổi rồi không? 300 trở lên hả? Rồi nhìn thấy xù xì đã nha. Nên hôm nay mấy sư phụ tới là để cho em nó hồi sinh lại đây. Đây chủ nhân đây các bạn nè. Đẹp trai chưa vợ đây. Chưa có gì phải không? Chưa. Chưa có gì. Ô oh, khủng khủng nhìn to quá. Chọn làm cái đế đá với nó cho nó lên nè. Cái này là ngay cái mép luôn đó hả Minh? Chưa đâu. Còn dưới nữa hả? Đế này còn sâu lắm. Ờ. Còn tút ở dưới. Chỗ cao 2 mét mấy nè. Xù xì đẹp á. Này mà nó xâm lên cái làm cái bàn ngồi đây ngắm. Thủ phủ của vú sữa nè. Nhiều lắm. Cây đây nhiều lắm các bạn. Quá to, quá to.